Hôm nay tất cả các bạn đều là những người của rap Việt. Đã có rap ở đây thì mình phải rap. Đúng rồi anh. Wow. Phải có chơi. Trời ơi trời. Giờ ai nặng ký thì người đó rap trước đi anh. Mình chơi luôn. Vô. Ok. Sau đó bắt đầu rồi. Vô. Hay quá ta. Giờ nghe Lăng nè. Yeah, khó biết luôn. Mỗi ngày là một món quà, ngay cả không tận mắt thấy, không tiếc một lời xin lỗi nếu sai. Trước khi ai giận tắt máy, ta đặt phần lớn hướng về gia đình với những kết quả mong mỏi. Đôi khi lại vội để lội ngược dòng, thiếu sót dài dột nồng nổi. Nhưng mà thôi, tôi không sống để giống ai hay cố khẳng định mình đúng. Sẽ chân nhúng tay vào hệ thống khởi động, tinh thần vượt xa nghìn trùng. Mỗi ngày càng khác đi, thay đổi không khác ý. Kẻ chấp nhận gạt bỏ đố kỵ sẽ hiểu với tụi mình khác ly. Hay quá, vỗ tay. Em chỉ là phổ thông thôi. Đại học nè, rap coi. Anh à, đừng có làm nhục em ở đây. Rap coi. Thôi. Nè. Bếp vui bùng vẩy. Bếp vui bùng vẩy. Yeah. Come on, yeah. Yeah. Come on, yeah. Lâm bây giờ đến từ cầu Bình Lợi à. Yeah. Chuyện gì đang diễn ra? Nấu tôm nấu với ruột màu trồng dê nhỏ úp lên đầu là khỏi ăn. Tào lao. Ở nhà mình hay ráp vậy mà. Dạ không, ý là ở nhà em nấu cơm chồng không bao giờ dám chê à. Chở úp lên đầu à. Không, chị ráp rất là real nha. Wow, real, real là lửa nấu à. Dạ không, real là đúng real thật đó chị à. Là nó thật. Wow. Vỗ tay nồng nhiệt cái nữa nào quý vị. Yo. Cảm ơn quý vị. Đây, thưa quý vị, để tôi giới thiệu với Huawei luôn. Harry Won là má của Trấn Thành. À. Vợ là bà xã đó. Tới bây giờ Huawei mới có thể tận mắt gặp. Không không, mình phải chào như một người có học. Còn đây là Lâm Vy Dạ, bà xã của Huawei Hứa Minh Đạt. Lăn eo đi bà xã em. Hả? Hả? Cái gì vậy? Đừng có nhân cơ hội mà nói lên ước mơ đời mình hoài. Trời ơi. Hãy chọn đối thủ. Chúng ta chơi theo từng cặp. Dạ. Vậy thì em sẽ chọn Huawei. Khu tập sống khi mày thích thì có Huawei. Mời anh, mời anh. Tụi mình sẽ làm gì ở đây? Tập yoga. Ngồi đau lưng vào nhau. Mình sẽ nằm xuống á. Anh nằm xuống đây. Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Không đi tắm biển resort nha. Ủa, có nằm không anh? Ngồi đau lưng vào nhau. Giống nghỉ mát quá ha. Để chúng ta khỏi bị văng ra khỏi cái vòng này. Sau khi các bạn được quay và hệ thống rối loạn thì định là việc. Thì MC sẽ yêu cầu đi tìm một nguyên liệu. Và dĩ nhiên trên đây có 6 nguyên liệu gần giống như nhau. Việc của chúng ta là đi tìm đúng nguyên liệu và không được ném thử. Xoay. Xoay à, xoay à. Trời ơi, cái này trong mạch lắm rồi. Trong mặt lắm anh nha. Rồi đi tìm nước tương. Ai chiến thắng, ai sẽ chiến thắng. Trời ơi, trời ơi. Nó giống nhau lắm. Chết rồi, anh em mắc kiến máy không anh Quy? Kiến đèn nè chứ. Tao thấy được kiến liệu trời. Rồi. Rồi xin mời. Tiêu rồi. Mời Quy lên đây nào. Chắc là khu của anh Huawei sống không có nước tương. Đập mấy cái ván vàng vậy là hay cà phê lắm á. Huawei lên đây nào. Anh Trường Giang ơi. Sao nào? Em cảm thấy đâu đó cái phần này của em nó có chạy chập. Nãy em thấy gì dạ nằm cái chỗ đó. Bây giờ nào, đục lỗ thử nào. Dạ. Ném thử coi ai đúng ai sai. Dạ chỉ cần ngửi thôi chị em biết đây chính là. Ừ.
Dạ nó là nước tương. Ủa vậy, vậy là đúng nước tương hả? Của anh nhiều khi cà phê đó anh trai. Mùi gì đây? Rồi su cà na luôn. Sao hay vậy ta? Cà phơ. Cà phê. Lâm bây giờ thắng ở lượt này, xin chúc mừng. Xin lỗi các bạn, Quy đã... Không sao. Tại vì ở đây ai cũng như nhau thôi. Mình cũng dở, chắc hình như em cũng dở đúng không? Em dở lắm. Okay. Một kết quả thuận lợi cho đội Lâm Vy Dạ. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vy Giải Trí. Tương ớt Chinh Su, vạn món ngon bùng vị. Xem ngay ngoài hàng Anh combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.